Chương 1 Tiêu Huyền Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong một căn phòng nhỏ, một thiếu niên khoảng 10 tuổi đang ngồi tu luyện. Thiếu niên có mái tóc đen dài, làn da rất trắng như sữa, khuôn mặt non nớt có chút giống mấy tiểu cô nương. Nếu có ai ở đây thì sẽ thấy giữa trán thiếu niên có ấn ký hình của quyển sách nhỏ đang phát sáng. Trong cơ thể của thiếu niên từ từ theo quỹ đạo di chuyển hóa thành đan điền, trên trán của thiếu niên ấn ký biến mất theo rồi xuất hiện một quyển sách lơ lửng trước mặt thiếu niên thiên thư ta có thể tiếp nhận thiên quyết chưa thiên thư là một thần bảo của sư phụ hắn cho để trợ giúp hắn tu luyện thiên thư còn là một mảnh vỡ của thiên đạo thiên thư phát ra ánh sáng chiếu lấy toàn thân thiếu niên để kiểm tra ngươi có thể tu luyện thiên quyết được rồi một tia sáng từ thiên thư bắn vào đầu của thiếu niên như cả một núi thông tin nhưng hắn chỉ chốc lát đã nhớ toàn bộ do thiên thư lúc nãy dò xét hắn còn thay đổi vài thứ trong cơ thể hắn. Dựa theo khẩu quyết của Thiên Quyết vận chuyển, trong đan điền của hắn liền tách ra chín cái đan điền khác xoay quanh một cái đan điền trung tâm. Thiên Quyết tu luyện vô cùng khắc khe cần tu luyện qua cửu kiếp mới đại thành. Ý ngươi ta cần luân hồi 9 lần như đầu thai 9 lần. Tương tự như vậy nhưng bởi vì người được cơ thể tạo ra từ thiên địa linh khí thai ngán ra, khi ngươi luân hồi chỉ là trở về hình dạng khai sinh phong ấn ký ức và tu vi đến một thời cơ nhất định sẽ hồi phục thiếu niên thở một hơi nghĩ tới cảnh tượng có chính mẹ chính cha nếu có vợ con thì khác nào hắn hít một hơi liền tu luyện đấu khí chạy vào đan điền nhỏ còn một ít thì chạy vào thần hải trung tâm chuyển hóa thành linh khí thiên địa vô tận pháp tắc cũng như cách tu luyện linh khí là loại sức mạnh còn mạnh hơn cả đấu khí và linh khí được tạo ra từ kết hợp của linh lực đấu khí nguyên khí, huyền khí. Quẩn dưỡng thai ngén mà thành. Cảnh giới của linh khí bao gồm thập nhị tầng linh khí, tiếp theo là tam khí cảnh, tam tiên cảnh, tam thiên cảnh, ngũ tôn cảnh. Rắc thiếu niên cơ thể liền phát sáng, tu vi chạy thẳng lên tam đoạn đấu khí. Linh khí như một đầu thú tham ăn điên cuồng hấp thụ đấu khí chuyển hóa thành linh khí, thiên thư cũng thả ra ít linh khí vào cơ thể hắn từ vi của hắn liền nhảy lên thập tầng linh khí thiếu niên đột nhiên mở mắt ra, con mắt đỏ máu như một con giả thú mới chém giết xong, con mắt của hắn được tạo ra từ sát khí, oán niệm của vạn vật nhìn xuyên được cửu thiên, lục đạo. Cái này cũng chỉ là sư tôn hắn phóng đại thôi chứ thiếu niên cảm nhận như bao con mắt thường nhưng khi nhìn thấy mọi vật thì luôn chát ghét như xem thường vạn vật. Bởi vì pháp tắc ở đây yếu nên đấu hoàng mới hóa cánh, còn tu luyện linh khí thì bước đầu có thể linh khí hóa cánh tự do bay lượn lên thông thiên không bị thiên địa rào cản tự do đạp thiên mà đi. Tu luyện linh khí là nghịch thiên, khi tu thành thoát khỏi sự ràng buộc thiên địa, trở thành thiên địa chí tôn khống chế mọi vật. Với trình độ linh khí hiện tại này cho dù đấu sư hắn cũng đủ sức đánh lại. Thiên quyết để nhất tầng Dự đoán thiên cơ Thiếu niên cắn vào ngón tay để máu chảy lên mặt đất, có xuất hiện một chút đại đạo lực rồi biến mất thành một hàng chữ thiếu niên cười lạnh rồi đứng dậy đi. Mục tiêu đầu tiên đã có, thế giới này hoàn nghênh tiêu huyền ta đi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.